đây à. Ghê vãi. Ây yo, xin bạn quay trở lại với chơi lộc hộ cáo nhá. Anh em ạ, thì là một cái rãnh rất là to và có thằng em trai cáo đẹ của mình đi cùng nữa. Anh em nào yêu quý nó nhớ là subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho cáo đẹ nhá. Hôm nay thì mình phát hiện ra dưới đây là khá nhiều tép và tôm và cả cá mẹ xịt, tức là cá con ấy. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem và nhân tiện đây sẽ cho thằng em trai cáo đẹ của mình biết là mình dùng kỹ năng sinh tồn gì để mình bắt được cái bọn tép tôm này anh em nhá. Dùng kỹ năng sinh tồn mới luôn cho các bạn trầm trồ luôn. Tép từ sông nó chảy vào ruộng như này, như anh em biết rất là nhiều luôn. Cho thằng em trai cáo đẹ của mình nó chầm trồ tí. Nó lắm rồi, không nhìn thấy mày bắt tép. Ok. Hôm nay là mình đi xuống đây và mình chả cầm bất cứ một dụng cụ gì cả. Thử nghiên cứu xem anh em ạ. Ta sẽ dùng chiếc quần này để đánh bắt tôm tép cho mày xem luôn. Và cho tiện là cho anh em xem luôn nhá. Bắt như thế nào? Đợi lúc đó mày sẽ biết tao bắt như nào. Cho nó chết anh em ơi. Hy sinh một chút vì miếng ăn anh em ạ. Dùng chữ ống quần này xem có bắt được không. Được chưa? Được rồi. Đấy. Mình sẽ dùng chính chiếc quần này để đánh bắt động vật hoang dã anh em nhá. Tí nữa thì anh em sẽ biết là mình bắt như thế nào thôi. Let's go. Ít đó. Tao đã bảo rồi, đi với tao là không hề sợ chết đói đâu. Nó sẽ có đồ ăn ngon và thơm. Đây, mình sẽ dùng cái này mình lẹp vào anh em nhé. Đơn giản. Gãy rồi. Gãy rồi. Dùng theo phương pháp sinh tồn luôn anh em ạ. Sáng dậy hơi ốm tí. Đây là những dụng cụ mình cần để đánh bắt tôm tép anh em nhé. Gãy, cái này vẫn gãy được luôn. Cái này mềm hơn đấy ạ. Mềm hơn đó. Phải buộc vào anh em ạ. Mình tính toán hơi sai lầm một chút. Mấy cái dây gì buộc ấy? Ở mình ấy, ở đây chuối lên tầng đấy thì chuối. Tại một chiếc khung này và cá sẽ đi dưới đi vào. Đây là dây rất là tận dụng. Có cái vài điểm chốt là nóng đi. Thẳng thừa. Thẳng thừa. Hai mối. Mày toàn mấy cái phát minh độc lạ. Đừng đuối với tao. Buộc thêm cái nữa cho chắc nữa. Thêm cái nữa. Ừ. Ok. Tao làm thêm cái chạc nữa. Làm chữ X. Mày chạc thêm cái que nữa nhỉ. Chạc thêm vài cái nữa. Nó tính đi. Tao phải kiếm vài cái que nữa mới đủ được. Số lượng que vẫn chưa đủ. Chạc thêm 2-3 cái nữa nhỉ. Đúng rồi. Anh em đi theo mình nào. Đây, lấy thêm mấy cái que này anh em nhé. Sắp xong rồi, đợi 15 phút nữa xong. Mình sẽ làm như này anh em nhé. Dùng một cái thanh tre này, lẹp từ trên và lẹp xuống. Như này. Đây chính là chiếc ống quần huyền thoại của mình. Được mang tên phong cách hậu cáo. Cho nó chết đây anh em ạ. Còn dùng thêm ít dây chuối nữa anh em ạ. Anh em ơi, sau 15 phút thì mình đã chế tạo xong được chiếc bẫy cá này của mình. Mình lẹp hai thanh tre vào cũ, sau khi đó là hai cái chốt ở bên đây và xiên xuống dưới đây. Nên là khả năng bẫy tôm cá là rất là chuyện bình thường anh em nhìn này. Nhìn chưa? Nhìn lỗ chưa? Rồi. Mình thử dùng chiếc quạt này xem. Đi. Tạo một cái hũ để đựng để hứng tôm anh em nhé. Và hứng cá, hứng lươn nữa. Kia có lọt được tôm không? Không lọt được. Tép thì lọt được tôm. Đóng đi. Được. Đây chính là chiếc giỏ đựng của mình. Mình sẽ luồn vào đây. Luồn vào cái hốc đằng sau này. Trên này là đầu hứng. Trên này là đầu đựng.
Nếu không đựng thì nó sẽ mất. Được. Nhìn nhá. Nhìn rồi. Đây nhá. Đấy, đây là đầu hấm tôm này. Được. Được. Cứ ngâm dưới đây được. Ngâm dưới đây. Chắc là tuôn nhanh. Đây chính là một kỹ năng sinh tồn anh em nhé, theo đúng phong cách khẩu cáo luôn. Téo cái luồn lên. Được ấy. Được. Giờ đi về. Sao? Về đó. Ta tiếc còn được bạn. Còn que. Mệt. Mệt anh em ạ, không biết là có được hay không nữa. Nếu còn được thì thôi nhá. Tao nghĩ là hiệu quả ấy, tại vì chiếc quần ta rất là huyền thoại anh em nhìn này. Thấy chưa, chiếc quần què mình ra thành quần đùi rồi. Thôi để vậy, mặc mùa hè cho nó mát anh em ạ. Một cái ngách mình tạo ra kiểu như chiếc lơm ngày xưa ấy. Và tí nữa thì đây là dòng nước vào này. Thì ở dưới kia mình đựng cái hòm ở dưới cho mình gọi là cái hòm. Nên là sẽ được thì được thôi. Đấy, nước đang vào này. Anh em nhìn nhá. Đang vào ruộng ấy, tít kia luôn. Từ sông nó vào. Hy vọng là sẽ có rươi đấy thì tốt, đúng không? Có rươi thì ngon. Wow. Hơi mệt tí không sao anh ạ. Yeah. Đi về thôi. Chúi tắm lên đấy. Nó sẽ được. Có cá không? Để biết xem. Ui, đi lắm tôm lắm đi đây. Tôm mới tép ấy, một đạn luôn. Ui ôi, nhưng mà bị ấy rồi. Bị nước nó ngập ấy, nên là không ra được này. Chỗ này cho nó thoáng anh em nhá. Nó thoáng này nước nó vào ấy. Mình đã chế tạo thành công. Ui dồi, nhiều lắm. Cắt. À được, nhấc. Mang vào nhà Giang đi. Nhà ra. Sao? Mẹ đẩy bọc luôn. Ui, sợ không? Ở sông nhiều tôm nhỉ? Ở sông nhiều lắm. Cả bọc tôm, tháo. Ra. Được chưa? Được. Giống quần huyền thoại. Ra để bỏ lưỡng anh ạ. Lưỡng cái này về nhà Giang. Tao đuổi, lưỡng luôn đi. Lưỡng nhá. Ừ. Lấy, quý đi. Nhìn này, cho anh em xem luôn. Nhiều lắm. Úi giời. Cả một đĩa. Còn nhiều lắm cơ. Đây, mọi hết ra. Có cá không? Đâu biết. Này, đéo cá toàn tôm luôn. Trúng ổ tôm anh em ạ. Hình như đúng mùa. Hình như đúng mùa hay sao? Úi giời ơi, khủng như anh em ơi. Con này rất là to. Con này con đầu đàn đi. Này. Ghê chưa? Nhiều chưa? Nhiều. Sợ. Cả đĩa này. Em mà Giang uống rượu còn. Hay nướng luôn đấy cũng được nhỉ. Nướng luôn. Tí tao bọc lá khoai cho vào nướng luôn. Anh em ơi, bây giờ mình sẽ quyết định cho cái lá khoai để nướng anh em nhá. Cuộn rồi đây. Thêm một vòng nữa. Ăn này nó đẳng cấp anh em ạ. Đấy là cái lá chuối đi. Đấy. Sau một quãng thời gian thì mình hy sinh chiếc quần và mình đã bắt được một số tôm tép này khá là to và thơm nữa. Ăn thì rất là tuyệt. Lấy dây ngắn quá. Thôi được rồi. Được rồi. Đấy, cho đây tí bỏ lưới anh em ạ. Nhé. Đây à. Ghê vãi. Nhắm vào đấy. Lớn to nhỉ. Quấy vãi. Ra ngồi đợi đi anh em ạ. Đợi thưởng thức màn ăn tôm nướng. Nếu có chín được không nhỉ? Chắc là chín. Thừa chín không? Tôi nói tao lửa lúc nào phải to. Chỉ một phút là chín. Đi đây. Đi lên đây đỡ khói à? Đốt phát cháy trong tay. Lửa bùng phát. Nhìn phi dao nhá. Đâu người đợi mà. Đéo biết gì cho trời chơi. Nhìn này. Nhìn cái lăng phi dao này. Phi đi. Đây, đứng đây mới phi được. Trượt. Bùng nước. Đây, phi lại nhá. Ấy à. Rồi, kinh. Ăn gấp. Rất tuyệt anh em ạ. Và video này mình hướng dẫn các bạn sinh tồn như nào.
Thực ra mà nói tất cả những đồ dùng trên người anh em vẫn có thể kiếm được đồ ăn. Sắc sắc lên nữa rồi, lên nữa đấy. Đem đi. Được. Quấy giữa bếp lửa. Thôi anh khác anh đi rồi. Lắng đi không? Thôi đồ ăn ngon là được rồi. Đúng đi. Mới sáng dậy đi xuống ngay bắt luôn. Với lượng tôm tép khổng lồ của mình như vậy thì là mình dùng thật là nhiều lửa thì mới chín được anh em. Anh em nhìn chưa? Ở trong đây cứ để im, ta giữ tàn, lấy nhiệt, rồi nhát nó sẽ bỏ ăn thôi. Nha. Mệt, lắng. Đói. Ăn này rất nhiều chất dinh dưỡng anh ạ. Ta phải cắt cái lá khoai đã. Nếu mà không chín ấy thì đừng gọi tao là hậu cáo đi. Ừ. Tao không tin là chín đấy. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Cái này cho anh em xem này. Một khối lượng tôm tép vô cùng khổng lồ ấy. Tôm một con này rất là to. Ăn tuyệt chưa? Cho ăn con này nhá. Cho nào? Ăn thử đi. Quất cái đầu đi nhá. Ừ. Ui. Ngon vậy? Ngon không? Ngon. Chẳng ngon thì sao? Giòn lần sật. Chó săn lại ra này. Còn gì nữa khác không cho mày ăn. Yo, anh em ạ. Lóng khoái bốc bốc nghi ngút này. Mình sẽ mời anh em con to thứ nhì nhá. Con này nó ăn nó chả mời anh em được cả. Đi anh em ạ. Quên. Mày chả mời anh em ăn được cả. Thế con bé mời lại. Ừ. Mời anh em ăn tôm nhá. Ngon lắm. Mời anh em ăn con tép nhá. Tôm mà. Nhưng mà con này là con tép. Ừ. Thế mấy cái đầu. Ngon vậy. Ăn như tôm hùm Alaska cầm ấy. Cầm cá cầm cái đĩa. Ăn như tôm hùm Alaska anh em ạ. À. Bóc cái ra nhá. Mà thực ra cần đéo phải bóc. Bóc vậy là lịch sự tí thôi. Bóc xuống tây thôi. Xuống tây tí. Ngoài hết đi. Đĩa khổng lồ ấy. Ngon lắm. Ngon nữa. Con này vừa mới nột này. Con này chín nhất đừng đeo ăn. Hả? Ừ, dọi luôn. Thì ra cái lăng nấu nướng của mình cũng thượng thừa lắm anh em ạ. Thơm. Ngon. Bổ. Bổ luôn. Ừ. Con này nhiều trứng cực luôn. Này đi đó xong rồi bắt cả đàn luôn anh em ạ. Đúng cái mùa nước nó vào. Nếu các bạn cảm video này hay, hãy nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hậu Cáo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn, bye bye. Yeah.